5 sự thật thú vị về bức tranh đêm đầy sao của Van Gogh cùng mình tìm hiểu nha. Số 1, bạn có biết không, bức tranh này được vẽ trong một phòng bệnh tâm thần của Van Gogh ở miền Nam nước Pháp trong lúc ông đang cách ly để điều trị bệnh tâm thần của mình. Số 2, bức tranh đêm đầy sao nhưng lại được vẽ vào ban ngày bằng chính sự tưởng tượng của ông. Số 3, hình ảnh cây hoàng đàn mà bạn đang thấy được ông tưởng tượng và thêm vào để tạo kết cấu dọc và tông màu trầm buồn u uất như linh hồn của người nghệ sĩ. Số 4, nếu chúng ta để ý thì hầu hết trong tất cả các tác phẩm của ông đều sẽ có màu vàng, bởi vì ông bị nghiện một loại rượu ngải cứu, khi uống vào chúng ta sẽ nhìn mọi vật bị nhuốm một màu vàng. Số 5, theo Van Gogh, đây là bức tranh thất bại nhất của ông, nhưng mà theo thời gian, đây lại chính là bức tranh đắt giá nhất trong số các tác phẩm mà ông đã vẽ trong suốt cuộc đời mình.